Dạ em làm gì cũng nhanh, có những thứ không nhanh được nha. Cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Chị muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Em không thích ai nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình. Xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ, làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu á? Dạ em cũng ở Đồng Nai. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai, em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em, nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ, cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bầu chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy, dạ. mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với em. Chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao em trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ 1m55 đổ lên. Em mét mấy? Dạ em 1m58. Trời ơi, trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. Gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây người ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. À, người dạ. Ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Tức là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi cưới chồng phải cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích tính
độc tài. Ghê quá vậy, làm gì độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. Tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đấy thì giờ có bên đây hiền khô, dễ hay thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Chồng có duyên. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ. Em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền. Dạ. Ha Cương ha, phải dạ. Nghe lời ba mẹ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo. Chứng kiến riêng mà phải đúng. Dạ. Trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Dạ, trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi cái người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mới vào đi. Tấn công liền. Dạ. Chào anh. Dạ, dạ em có món quà tặng anh. Dạ, em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp. Cảm ơn. Dạ. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có trời ơi vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Just a minute music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ, tại em gì hả? Hết ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy anh? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Tại không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi dạ. À, bỏ đi vậy là hai đứa đi luôn anh. Nếu quen hẹn hò thì hẹn hò sao, ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày, là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối tại vì dạ. Là cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ. Mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình
tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn, sỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc này. Thấy chưa cứng. Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là vui rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Ừ. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh đi giống hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Em không thích con trai bụng bự. Ha, không có bự. Tướng chuẩn, nho, đẹp. Mời bạn nam. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Việt. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng ha. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh và chào toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi. Nhi, 24 tuổi, hiện dạ. Mình đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính. Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở chung một phòng. Một phòng ở khác cơ quan. Hôm nay gặp nhau hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến. Bạn nữ có thể giới thiệu cụ thể về mình. Nói chung là Hiền, đôi lúc thì hơi trẻ con. Bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình, chững chạc hơn mình một xíu. Còn về sở trường của em thì có thể là ca hát, biết nấu ăn. Rồi, ca hát, làm một bài liền cho nó sớm lên. Rồi, xin mời bạn. Thì em xin hát bài Chiều Lên Bản Thượng. Tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đèo cao. Tiếng suối bên gành đá, dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liễu. Bên bán xưa rừng chiều. Văn phòng bên kia hát, thì văn phòng này cũng hát. Đúng rồi, phải đáp lại chứ. Em hát có nhạc được không anh Quỳnh Linh? Được luôn, tốt quá. Dạ, xin hát tặng bài Yêu Em Cả. Tôi tưởng đâu hàng giả là tôi dập liền. Nhưng mà được. Tôi hát nhép á. Tôi tưởng hát nhép. Tại tôi nghe cái nhạc có cái tiếng hát vô. Tao đi hát cùng lâm hết trơn rồi đó. Chạy show rồi đó. Phải không? Tao hát đâu rồi? Dạ cũng hát đám cưới rồi anh. Trai nha. Bắt tay cái coi. Dạ em cảm ơn. Được. Dạ. Tôi á, tôi nói thiệt á, cuộc đời tôi á, nhiều khi á, cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền. Dạ cảm ơn chị. Không biết là cái bạn nữ này có giống như chị không. Chứ nếu mà chị như là các bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền. Em nhìn dưới tình hình thôi, chị không xinh lên đây chị xinh quá trời luôn. Chị cảm ơn em. Dạ. Em hát thiệt là hay quá đó. Ban ngày mình làm văn phòng rồi, ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi. Dạ đi. Dạ. Vậy á hả? Có thu nhập thêm từ hát gì hát chưa?
Dạ là hồi trước em cũng có hát ở quán cà phê, hát gì hát chơi thôi, nhưng ngờ được tặng bông mà có tiền. À, tức là tiền bo đó. Dạ. Chứ chưa có tiền chính thức lương đúng không? Dạ chưa, không có. Nói chung đáng lẽ bình thường á là phải hỏi han xong rồi mới qua coi mặt. Dạ. Nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền. Dạ. Cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là bên này ý làm sao. Thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao. Nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó. Dạ, nhờ chị nha. Rồi, nhờ chị yên tâm. Dạ. Đi. Mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm. Hát hay nha, đẹp trai lắm nha. Bây giờ bạn thử nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào. Về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu, cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi. Về nói chung về cái dáng hình đó thì nên nhanh nhẹn một xíu. Em không thích con trai bụng bự. Không có bự, tướng chuẩn, nho, đẹp. Dạ, không thích con trai hút thuốc, nhậu nhiều với ta hai đồng coi là dẻo miệng quá, thành ra mình sợ bị lừa. Đó, thấy là qua liền. Anh Linh đây. Anh Linh sao? Anh Linh là thấy dẻo miệng, nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ. Trời đất ơi, tôi sợ sao sợ tôi? Sợ xạo anh. Mà mình sợ bị lừa. Bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa đấy em. Lúc này Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Bởi vậy là mình phải hạn chế, anh phải khoanh vùng trước, hạn chế bớt. Sao Linh? Được không Linh? Được không Linh? Được, dễ thương. Bây giờ quan điểm của em người phụ nữ như thế nào? Dạ, quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mị, nét đa. Sống phải biết chia sẻ, sống có tình cảm. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Cái gì cũng đòi hỏi quá, đòi hỏi quá mức. Ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ. Phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn. Thì ưu khuyết điểm của em như thế nào? Em có ưu điểm tính cách của em thì nhiệt tình, năng động, tinh tế, sống tự lập, biết quan tâm chia sẻ tới mọi người. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, bảo thủ ít thôi. Nhưng bảo thủ thì đôi khi mình phải xem lại chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên. Dạ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em có đi với em họ với là bạn. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh là cùng khán giả cùng xem ạ. Em thấy cái anh mình đó làm sao, có hợp với chị gái mình không? Dạ trước tiên thì em chưa nói về anh, nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em ba đủ luôn. Dạ còn về anh thì em nghĩ là được. Tối đi chị. Cảm ơn em. Còn bạn nam, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ em gái của em. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào quý vị khán giả. Hiện em tại ruột là... Dạ. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Chào em kìa. Bạn nam nói tiếng gì khác bạn... Bạn em gái em thích nói giọng Hà Nội, nói tiếng Hà Nội. À vậy à? Dạ. Bạn cảm nhận anh của bạn và người bên kia như thế nào, có hợp nhau? Nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi. Chị cũng dễ thương. Anh trai em rất dễ thương. Nè em nói chuyện gì với em gái một câu đi. Mình chào nhau một xíu đi. Dạ chào em. Dạ em chào chị. Thì em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không? Đó không, anh trai em không cằn nhằn gì đâu. Nói chung là nói gì cũng vui hết. Cảm ơn em. Hai rồi, người chúng ta này kéo là... mạng lên đi. Hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ. Đúng nha rồi. Chúng ta có 2 phút mời các bạn. Chào em. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Cảm nhận của anh về anh thế nào? Dạ nói chung là nhìn qua là thấy nói chung có cảm tình rồi. Cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em. Thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào, sau đó qua quá trình mình tiếp xúc như thế nào, đi đến được quan đường hay không thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền lên chị Cát Tường đám cưới. Anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á, khi mà mình lập gia đình thì nam với nữ ai là người quản lý tài chính sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn. Dạ, em nghĩ vậy. Chúng ta chuẩn bị bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ tự quyết định bấm nút để đồng ý hẹn hò và không bấm nút. Đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi bạn. Đôi bạn trẻ mạnh dạn lên. Hôn nhau một cái. Một cái đi.
gửi tặng bạn những vé xem phim. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công cũng như là một tương lai hạnh phúc. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi, được không? Dạ, dạ rồi. Nắm tay nhau. Có nắm tay anh trai lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi. Em cũng còn sinh viên mà. Ủa vậy à? Và em muốn người đó có tính cách đối lập với em. Tầm chắc tầm 30-40% vậy ạ. Em thấy chắc là em trượt. Chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ nhì để xem là họ có thú vị như là cặp đôi vừa rồi hay không ha. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992. Quê em ở Linh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc, hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì em hiền, khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ. Còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá đâm ra dễ mất lòng người khác ạ. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ. Là có nghĩa là chưa có tình yêu. Dạ. Chưa có tình yêu luôn. Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay anh trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Rồi chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ vậy ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tình chính thức thì chưa nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay anh gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì cũng có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Vậy là dạ. Hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi cái cặp này. Đúng rồi. Bạn gái. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to hai mí, một người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được nhất trong ngày gặp mặt này thích thì sao, em không cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em cũng 63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đấy ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mặt hơi ốm nè. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy. Không. Thôi chết, cũng 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ, sao? Xem tình hình nào chứ. Còn bây giờ là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau rồi người ta nhìn nhau biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này, bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên, nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được. Ui rồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không vì rồi. Em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái à, vậy à. Rồi thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không cần phải xinh quá tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá mình cũng không được đẹp nên rồi. Sao đi quang thế, cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích là hay nói nhưng mà đừng có cảm cảm. Không thích cầm ràm ạ. Ý là hay nói tính em càm ràm nói nhiều đó tính sao? Em cũng ít em nói thích, rồi cuối cùng ông phải thích thôi.
Em thấy em có bao em nhiêu phần trăm? Chào em gái. Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt mất thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Ôi. Quan trọng vẫn là con tim. Tôi giỏi gia đình. Gia em đình. Gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi được rồi, không sao. Rồi không sao hết. Em trai tôi đi sẽ với thay ai? Mặt gia đình đàn gái với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái, chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Mở rào, hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kéo rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi quay em. Qua nở nụ cười xem nào. Chào chào em. Công Huyện. Qua phường ngay. Chào, hôm nay anh có cái bạn nên anh chưa cần chị nhiều nhưng anh tặng bố hoa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết cười trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê, chắc không biết điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng bạn khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Kệ nó, vui là chính. Nào, đúng hãy đúng giải đúng tỏa đúng tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh nói. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Đấy. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à. Cái cặp này, cái cặp rồi. Này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì... Cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Chị nhất là... Hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó.